Em xin nói về xin chào tất cả các bác đang quay trực tiếp tại nhà cho các bác. Đây là một số con than này. Đây con than chuyền là con than chuyền là năm nay có một con đấy, đang thay lông này. Kia một con nữa đang than chuyền đang thay lông này. Còn đây là con một con đã xong lông này. Con than nữa này. Đấy, con này xong lông rồi vẫn mất với nhau thì chạy đâu rồi. Đang đặt dưới đất rồi. Chào màu rồi đây. Đây là con chào mái đây. Chào màu. Chung là đầy đủ các thể loại luôn, từ thay lông tốt cho đến đang thay lông và gột phụ này. Đây là các bạn phụ gáy. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video trên kênh Cám Chim Đất Việt, và đừng quên đăng ký kênh Cám Đất Việt trên YouTube nhé để cập nhật nhiều nhất video mình đăng lên.